Rồi Cường xin chào anh em ha. Đây cái này Cường sẽ pha một lọ vào 2 lít nước anh em nha. Thì có một số anh em hỏi Cường là tưới nhưng mà nó chưa đạt được cái kết quả cao á, thì ngày hôm nay là Cường sẽ quay, Cường sẽ hướng dẫn cho anh em lại cụ thể hơn ha. Thì khi mình tưới thủy phân dinh dưỡng tổng hợp của Cường, hoặc là anh em có thể tưới của bất kỳ loại dinh dưỡng tổng hợp nào, thì anh em lưu ý là anh em nên xịt vào lúc cây nó khô anh em ha. Có nghĩa là cây nó, cái màu đất nó như thế này nè. Đây để Cường quay cho anh em xem nha. Rồi, Cường quay một tay anh em thông cảm ha. Đây, thì anh em phải xịt lúc cái bầu đất nó khô như vậy nè. Đó. Thì khi cái bầu đất chất chồng nó khô như vậy thì anh em xịt vô nó mới đạt được 100% luôn anh em nha. Đó thì cái rễ nó mới ăn được nhiều ha. Chứ còn mà anh em xịt cái lúc mà mới trời mưa hoặc là mới tưới cây xong anh em xịt thì nó sẽ không đạt được kết quả cao đâu anh em nha. Tại vì khi lúc đó là cái rễ nó đã no nước rồi, nó sẽ không hút nhiều ha. Đó khi anh em mà mình xịt đó, thì cái bầu đất nó phải khô như thế này nè. Đó, ví dụ như chiều nay mình muốn xịt thì buổi sáng mình đừng có tưới anh em ha. Mình cho cái bầu chất chồng nó khô và khi mình tưới lên thì nó sẽ ăn 100% cái thủy phân này luôn anh em nha. Đó, và thủy phân là cái loại phân cây hấp thụ nhanh nhất và tốt nhất ha. Đó, bắt đầu anh em xịt toàn cây như vậy, thân cành lá gốc rễ luôn nha anh em. Đó thì chắc chắn một điều là khi anh em xịt đúng cái thời điểm này thì cái cây nó sẽ rút nhiều nhất ha. Đó, đây Cường xịt cho anh em xem ha. Thì một lọ này là mình pha với 2 lít thôi anh em nha. Có một số anh em nói sao thấy nó nhạt, thì xin thưa với anh em là cái này là đậm đặc cho nên là anh em thấy như vậy đó, nhưng mà thực tế nó đã đủ rồi anh em nha. Cường đã cân đo đong đếm khá là nhiều năm rồi cho nên là cái lượng đó là đủ để anh em xài ha. Tại vì đậm quá nó dư đi thì nó cũng không tốt cho cây của anh em nha, mà nó lại phí. Một số anh em xài cái hàng mà nước ngoài á, nó còn trắng tinh như nước lã luôn á anh em, nhưng mà nó chỉ có một số giọt thôi mà nó pha tới 9-10 lít lận đó, tại vì nó sẽ chiếm cái phần hóa học nhiều hơn ha. Cường thì không ưu tiên xài hóa học, Cường sẽ xài hữu cơ, cho nên là cái thủy phân bên Cường là anh em pha một lọ 10 ml vào 2 lít nước thì anh em sẽ thấy cái màu nó không có đậm đâu, nhưng mà dinh dưỡng khoáng chất nó đã đầy đủ ở trong đó rồi, và kể cả vi lượng luôn anh em nha. Đó thì cái này là Cường cũng xịt định kỳ 7 ngày, Cường xịt một lần cho cây của Cường nè. Thì anh em sẽ thấy là lúc nào cái lá nó cũng xanh bóng mượt và nó hỗ trợ ra rễ khiếp đó anh em nha. Đó như cái cây này anh em coi nè. Ở đây là Cường đang quay ngược nắng nha anh em. Thì cái thủy phân dinh dưỡng tổng hợp thì nó chỉ như vậy thôi. Anh em xịt lúc cái chất chồng nó khô, khi mình xịt vô thì cây nó mới rút được hết anh em ha. Đó, tính ra 2 lít nước mà mình chơi mini với siêu mini thì anh em xịt cũng phải là hơn 10 cây luôn á anh em. Đó thì ngày hôm nay là Cường làm một cái clip cặn kẽ hơn như vậy cho anh em xem ha. Tại một số anh em hỏi Cường và anh em xịt cũng chưa đạt kết quả nhiều, có kết quả nhưng nó không cao, thì anh em nên lưu ý lại cái tình huống này nha. Tại vì khách bên Cường thì đa số người ta gọi là xài rồi người ta nhắn tin lại cho mình hiệu quả rất là cao anh em ha, khi làm đúng cái kỹ thuật này. Còn khi mà anh em muốn hỗ trợ phục hồi rễ, có nghĩa là rễ bị hư thối nhiều đó, thì anh em phải nhắn tin riêng với Cường và chụp cái cây, chụp cái rễ để Cường hướng dẫn cho anh em xài ha. Đó, cái này là xịt dưỡng nè. Đó đó, thì anh em nào mà muốn trải nghiệm cái thủy phân dinh dưỡng tổng hợp bên Cường thì anh em cũng có thể liên hệ ha, 0374 11 3366, hoặc anh em kết bạn Zalo 0937787700 để Cường hỗ trợ cho anh em nhiều nhất ha. Rồi, Cường Vinh xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Xin chào anh em. Đó, như là Cường đã tưới xong rồi đó anh em. Rồi, xin chào anh em ha.